Xin thân ái mến chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Bây giờ Tuấn Dương đang có mặt ở trước cổng chợ Nhật Tảo, ngay góc Nguyễn Tri Phương và Nhật Tảo. Trước mặt là tiệm vàng Kim Phước Tài. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi về phía đường Vĩnh Viễn, quận 10 để gặp chú Danh, một người sửa xe đạp ở cái góc ngã tư gần đường Vĩnh Viễn và Nguyễn Tri Phương để cập nhật cái tình hình sửa nhà của chú, đồng thời là thông báo món quà của một số mạnh thường quân gửi cho chú Danh. Đồng thời Tuấn Dương sẵn tiện là sửa luôn cái chiếc xe đạp của mình. Bây giờ đây đang là ngã tư Nguyễn Tri Phương cắt về đường Vĩnh Viễn. Đây là Tuấn Dương sẽ rồi đây. Chào chú. Chú khỏe không? Chú thử không phải cần vành này chú này. Chú quay thử đi. Cái này có cân được không chú? Nó hơi trời. Vâng. Chú thử coi trước sau của con xem là phải làm cái nào. Làm này lâu không chú? Lâu đâu, phải chừng nửa tiếng à. Dạ. Đây đây, để con nhấc được trước lên. Thôi. Ở trước thì ít thôi đúng không? Vâng. Thì chú cứ làm đi, cũng không có gấp đâu. Đây đây đây, rớt đây. Hôm nay là cái cô gì cô dọn đi rồi chú hay sao? Nay đồ dọn đi chưa? Chưa nói gì mà vô rồi chưa mới là thì mình nói gì hết. Dạ. Hôm qua thì thấy còn ngồi nói chuyện gì đó, không thấy nói gì hết. Dạ. Thì để xíu con vào con hỏi. Dạ. Lật lên được không? Lật được. Im. Để trong đây làm mà rút sơ sơ nó không có kịp. Dạ dạ được ạ. Mày làm chỉnh cho nó nghiêm chỉnh luôn. Dạ. Rồi, chiếc xe đã được lật ngửa lên để chuẩn bị sửa. Đây, chiếc xe này của Yamaha. Đây là cái bộ máy, bộ cơ của nó đây. Xe này mới mua à? Dạ vâng. Xe này cũng mua được ít bữa, được từ trong Tết thôi, nhưng mà con ít có đi. Sao chú? Nó chạy có tăng thêm lực nữa, mình đỡ mệt. Vâng. Cũng như lên dốc cầu hay gì, nó tăng lực cho mình. Đúng rồi chú. Không có cái mệt mệt. Xe này chú thấy được không? Quá tốn chứ được cái gì. Xe này là mua mang từ bên Nhật về đấy chú. Đó. Đi tàu biển về. Quá tốn luôn chứ. Ở Việt Nam mà tìm cái xe này là cũng không có nhiều đâu. Thì cũng ở bên bển nên nó mua cái qua bên cái ngõ bên Campuchia. Dạ. Nó đưa qua. Dạ. Nếu cái này là đi tàu biển thẳng từ Nhật về luôn. Còn cái này là mình mua thẳng ở bên bển thì nó hơi mắc, chứ còn đi mua bên Campuchia nhiều lắm. Dạ dạ. Cũng như là tiêu hàng nội địa. Dạ. Ở bên Campuchia nó cũng có bán nhiều lắm mà qua đó mua. Dạ. Bây giờ còn có mua qua đặt hàng ở đây có nè. Dạ. Đặt hàng sang là bao nhiêu tiền như đó, cái mình đặt cọc cho nó rồi. Dạ. Chẩn từ dưới về để cho mình vậy luôn à? Dạ. Rồi nó có chụp hình rồi, nó hiện đại lắm, như chụp hình rồi thấy vậy đó, nhưng mà mình chỉ coi hình thôi chứ không có coi xe được. Dạ dạ. Rồi mấy công ty không như nó tổ chức á. Dạ. Nhưng mà hàng đó bên đó rẻ lắm. Dạ. Rồi chịu giá thì nó chuyển về cho mình. Dạ. Nó cũng làm anh chắc chắn chưa chịu đi qua đó mà. Ai? Thường á nè, bé Bình với mùi mũi nè. Trời lớn quá trời rồi. Nhìn được không?
hết nhìn nữa là mấy chục năm ngồi rồi. Ghế này cô cái từ đó mà không biết em nữa à. Không biết em nữa, em làm sao biết nó được à. Giờ làm sao vậy nhé, chắc cũng bự được bằng thân con luôn nhé. Nhé hả, trời ơi, chắc nói giờ bự quá trời luôn rồi, sao ai mà biết nữa. Đây nha. Dạ. Bà con ngày xưa ở xóm hả chú? Ngày xóm, nhưng mà bạn đó, thân lắm, nó cũng nghèo. Đó, giờ đi nước ngoài kìa? Nó đi Đài Loan. À. Thì, hồi đó nó cũng chơi hụi, chơi đồ cũng nhờ chú, nó nghèo. Nhiều khi nó chơi hụi xong nó đóng, bắt chú đóng chết mẹ luôn. À, dạ. Mình không tính như vậy nó, dạ, nó dạ. Là ấy thôi. Đó là ngày xưa rồi đúng không? Giờ thì nó thương, nó ghé, nó có lì xì lấy không có thôi, nó về mới hôm nay lận. Vâng. Cái chuyện đó thì nó... Ghé, quý không ghé thôi. Này là mấy đứa này là con của nó. Dạ. Đi cũng lâu lắm rồi, mấy 20 năm rồi, hai mấy năm rồi, không lâu đó đi rồi mấy nhỏ thì còn nhỏ xíu à, còn mấy tuổi. Lát xíu chú Danh thử tháo xem là cái ruột trước, ruột sau, ruột nó ngon thì cho đằng sau. Đúng rồi, cái nào ngon thì cho đằng sau, còn vâng. Cái nào ấy yếu thì cho đằng nhưng trước. Mà cái đằng trước thì thấy nó không xuống hơi mấy, cái đằng sau thì như thấy xuống hơi. Thôi, kiểm tra lại luôn. Mình dạ, dạ, dạ. Có một cô có gửi bao thư là 2 triệu. Đó, gửi chỗ chị Thảo bên chợ Nhật Tảo đó. Thì con cũng chưa có nhớ tên vì con để cái bao thư đấy ở nhà. Thì để hộ hôm nay. Vâng, thì bữa nào rồi con sẽ gom. Vì chú nói là gom lại nên là con cũng chưa có gửi. Với một người nữa thì có gửi là 200 đô thì con có nhận rồi. Vâng, thì vẫn đang giữ nhưng mà tiện thể thì qua báo để chú biết cái người mà gửi 200 đô là tên là Aniton ở Mỹ đó. Aniton có gửi Aniton này thấy quen quen á. À, cái người này có cho chú rồi. À thế à. Có bữa nào chuyện nào làm nhà xong rồi. Vâng, chú cháu mình tập sự như nhau rồi. Dạ. Chú mới lấy cái danh sách của chú. Dạ. Dạ, vâng, thì đấy để mình cảm ơn luôn. Vâng. Cái đó riêng của chú để rồi, cái đó là chú chia sẻ với con. Dạ, dạ, dạ. Cho biết cái đời sống của chú làm sao. Dạ. Con yên tâm mà ấy. Dạ, dạ. Nhưng có vậy đó. Cái này chú tận tình lắm, chú không có giấu giếm cái gì đó để cho con biết. Dạ, dạ. Tại vì biết làm sao mà chú không có muốn làm gì nữa với ấy, là mình giờ mình đi làm ấy cho nó quen. Quên hết cái ấy đi. Vâng. Bây giờ nó nói là mệt mỏi lắm rồi con ơi. Dạ. Hôm nay hôm qua này nhức đầu lắm rồi đó chú. Nó cứ kéo dài hoài không biết làm sao nữa. Là kéo dài cái gì nữa? Gia đình à? Là đông hết rồi, con thấy đông hết rồi. Khó hết lắm. Giờ thằng kia bị bắt là cái thằng kia thôi, chứ giờ còn nó dính đứa cái bả. Dạ. Nó qua bả, giờ ở đây bả làm xỉu nè, rồi công an chú đâu có nhận, coi người ta kêu chú đâu có nhận đâu. Dạ. Rồi cái công an đưa vô cái nó về, nó nói rồi bả giãn mạch máu rồi cái gì gì đâu ấy tùm lum hết. Dạ. Kêu chú vô coi lần cuối để còn nó chuyên hồn trên gì anh loan con vật á. Dạ. Thì mình thấy vậy bây giờ không ai nhận gọi về chứ má bả với con bả đâu ai lên. Dạ. Hỏi về chú sao. Vâng. Nào thì hôm qua chú nghỉ đúng không? Đó. Dạ. Chú nghỉ rồi chú mới. Vâng. Đi vô. Dạ dạ. Đi vô coi sao. Đi vô thấy bà ngồi. Ngồi đâu? Ở trong giường á, cái giường mình đó. Vâng. Vâng. Thấy rồi đó. Dạ. Hỏi sao rồi cái cô y tá đồ lấy tên lấy đồ hỏi chú đồ ấy chú muốn khai thiệt chú nói gì các chị mới đã muốn biết cái nỗi cảnh khổ của tôi thì chú mở Sài Gòn thời nay nó coi đi rồi. Dạ. Lấy rồi chú nói làm chơi thôi. Dạ. Rồi nói là về qua nay chưa có vô nữa hỏi chứ giờ vô để làm đâu có giải quyết được gì. Dạ. Thành ra nhức đầu lắm con. Dạ. Thôi nhưng mà mình sống cứ có tình cảm chú ơi, gọi là mình giúp được cái gì thì giúp. Đó. Thế thôi chứ còn bây giờ cái chuyện cá nhân thì con không biết sao đâu.
nhưng mà kệ, cứ mình nghèo thì mình giúp kiểu người nghèo. Đó, giờ bà đây nói bà vậy rồi mình cũng vô mình coi làm được cái gì làm mà vô thấy bà còn khỏe rồi. Vâng. Tôi giờ biết sao giờ. Vâng. Bây giờ mình có làm được cái gì đâu. Vâng. Bây giờ chú đang lo cho hai đứa cháu nội chú này. Dạ. Rồi cái cô mà bán nước ngay chỗ nhà bà đó. Dạ. Chúng tôi ý kiến là xin vô cho nhà thờ tiếng á. Dạ. Tự hai đứa đó. Dạ. Đó, thì đó cái đó là nếu mà ấy vậy đó nhưng cái đó phải nhờ công an nữa. Dạ. Nói họ thì mới chịu không nhỏ mà giàu quá nên chấp nhận được mấy chú vô với chú nữa. Dạ. Cho hai đứa có một tay. Dạ. Ông chú á, chú cũng nói hôm nay chú cũng đồng ý cái nghĩa của bạn. Chính là bây giờ ví dụ bây giờ thấy thì cũng mình chờ giúp được hai đứa, giúp một đứa. Dạ. Nhưng mà nhà bữa xong xuôi rồi mình nhận đứa về mình là thấy nó mình lo cho nó, cho nó lo cho đi học và. Đó mình chức của mình chắc là một đứa là quá lắm rồi. Dạ dạ. Đó chứ vậy á tính gái và chưa gần rồi bà luôn vậy biết rồi giờ cái nhỏ nó nói vậy thì cũng phải nhờ nhỏ nó giúp vậy đi. Dạ. Giờ nếu mà vô được trong nhà thờ gửi luôn trong nhóm cho người ta dạy rồi lớn. Dạ dạ. Đúng rồi. Lớn lên nó còn giúp cho xã hội còn, vâng. Còn tốt hơn mà tương lai nó còn sáng tạo nữa. Vâng. Còn giờ đi theo ấy ấy giờ đâu có gì đâu. Đó giờ nó mới sanh ra nữa. Giờ nó chồng chồng là vợ ngoài chợ ai cũng biết hết. Chợ Nhật Tảo á. Đó. Nó cho nhiều lắm, tại thấy nó mới vừa đẻ đó. Dạ. Đó, thấy rối, đủ thứ rối. Vâng. Này mình cân này thì rồi mình nhìn mình biết mình vặn cái nào hay cứ vặn biết chứ. À thế à, tưởng cứ vặn áo áo. Dạ dạ. Ở đây nó là cành cái đít dưới đây nè, dạ, thấy dạ. Không? Đó, cái chỗ này nè, đó, cái chỗ này hót lên nè, nè, nè đó, nó hót lên thấy không? Nó hở lên đó thấy không? Nó hở là nó chống nó sáng lên á, đó, thấy không? Nó ra nè, nó đó nó lên nè. Nó lên là mình phải mở cho nó xuống. À. Đó, mở chỗ đó nó xuống. À, ví dụ đó giờ cái chỗ này nó nhảy xuống nè, chỗ này nó nhảy xuống nhiều quá thì dạ. Mình phải dặn nó lên dạ. kéo cái niềng lên thì nó dạ. Mới tròn được, nó có vậy thôi à. À rồi lát bên đây á, bên đây nó dày nè, có ngay chỗ đây nè, nó thấy không, nó hẹo qua đây dạ. Nó hẹo qua đây con mở cái câm này qua kéo cái này nó qua dạ. Là nó qua bên đó rồi cái thì mở cái thì kéo ừ. Nếu mà nó cứng vậy mình cho nó đều đó giờ dạ. nó kéo cái là nó qua liền dạ. Đó, cái chỗ này nó hơi sát á thì mình mở dặn này dặn cái đó mà nó hơi cứng á dạ. Nó hơi cứng thì mình mở cái này cho nó qua dạ. Đó nó qua được vậy á thấy không là nó nghe nó tương đối ngay rồi dạ, dạ. Nó ngay rồi bắt đầu mình canh chỗ này nữa này nó nhảy lên ngay xuống nè thấy không dạ. Đó cái chỗ nó lên xuống á đó cái chỗ nó xuống cái chỗ nào mà nó hở trắng thì lên vậy mình mở cho nó xuống dạ. Nhưng mà mình mở với tầm cái độ của nó thôi dạ. Chứ phải mở nhiều quá thì cũng không được mà ít quá cũng không được đó rồi cái xuống nè xuống giờ cái chỗ này nó xuống thì kéo lên người ta cái niềng nó thầm xuống á mình kéo nó lên dạ. Để cho nó tròn thôi chỉ nghe vậy chứ còn chịu có biết làm đâu thì có như vậy thôi đó rồi con biết làm cứ là canh như vậy cứ canh tới canh lui canh tới canh lui hoài là nó tròn cái niềng thôi cái này nó phải tháo ra như vậy là mình canh là cái niềng nó mới ngon được dạ. Nó mới chuẩn được còn mình để trong đó là không có chuẩn được để không có canh đó được. Thì đâu có biết cái nào và cái nào đâu thì mình dặn đại gái cho nó đừng có quanh qua quanh lợi thôi dạ. Bây giờ nó muốn hết rồi đó chỉnh hồi lát rồi nó hết rồi dạ.
làm cũng công phu quá. Công phu chứ ấy rồi. Cơm, người mang cơm ra cho chú là ai đấy? Dạ, cái này có gì đậy vào? Đây chú. Đây đấy chú. Xong có cái bảo có cái chén hay có cái gì đậy vô nữa chứ? Có cái đó em bà con cái nhà nó xếp. Xếp nhà luôn. À. Thôi đừng quay cái này quay. Dạ. Cái này sao inox mà trong nó vẫn bị han chú nhỉ? Cái trên đây là nó han hay là nó sao đấy? Nó dơ quá. À nó dơ á. Có này tưởng là nó bị han. Reset á. À. Chú cạo cái ấy nó ra. Chị dính ra cái nước, cái dơ, cái à, nước. Con tưởng là hay inox mà sao lại bị han được. Inox này là inox loại tốt quá. Không dạ. Phải dở đâu. Nó không có là xếp thì nó không phải là có. Đồ của Nhật thì thường trước nhà con mua cái xe mini Nhật đó mà xài khoảng hơn 20 năm rồi mà nó cũ thôi. Nhưng mà các cái bi biếc rồi gì của nó vẫn còn ngon lắm. Đồ nó có rồi. Nói chung chỉ nó cũ ấy, mình chán thì mình không xài nữa thôi chứ còn... Khi con cái đó, nhiều khi con không biết đó, con xài con để gì mà không vô dòng mở đó, cái cây đạn đi đồ nó mau mòn. Và... Chứ còn nếu biết đó, cái chừng năm cái mình tháo ra vô dòng mở, năm tháo ra vô dòng mở là xài buôn đời luôn. Không bao giờ nó hư được đâu. À. À, cái dò dài là chú mua cái năm lúc mà ngày 30 tháng 4 á. Dạ. Xong á là chú mới đi ra công câu lạc bộ Sài Gòn á. Dạ. Còn cái chỗ tao đàn qua đó. Dạ. Rồi lúc đó chú mua ra nó coi nhà đó. Chú qua đó thấy nó bán vậy. Nó hỏi dài là cái dài bao nhiêu. Nó nói là hỏi dài của ai. Nó nói là dài của Hàn Quốc. Chút hồi đó mình đâu có biết, giờ nó cho là quá khỏi điều, nó bán 14 đồng. Dạ. Nó mới đổi tiền mà mua 14 đồng về. Không biết vậy mang tới bây giờ. Vậy hả? Đó hiện bây giờ còn thấy nó cứ mang đi đâu chơi là lấy ra mang. Vậy. Rồi lúc mà cái thằng con chú về đó là lấy đi đá banh nữa. À. Đó mình cứ tưởng là dài quất, nhưng mà sao hỏi với mấy người mà làm ở Đài Loan này, nó nói cái này có cái chữ Nhật ra, nó dạ. Có chữ hàng của Nhật vậy, nó họ làm bền quá. Tới bây giờ mình vẫn còn dài mà dạ. Ăn á. Thôi giờ chú Danh cứ làm nhá. Con lát xíu mà xe đạp xong thì con ra rồi vào hỏi thăm cô Minh xem tình hình nào. Dạ dạ. Rồi giờ con về còn có công chuyện, chú cứ để xe đây dùng con nhá. Dạ dạ. Cái chỗ kia là có cái khóa đấy chú Danh. Có cái khóa, nếu ấy chú khóa và chú lấy chìa ra cũng được. Dạ dạ. Rồi chú làm nhá. Dạ. Con đi về đã. Dạ.